Mấy ngày rồi vẫn có tung tích nhỉ. Chắc nó trốn luôn rồi. Quá vẫn đang kiếm à hả? Dạ. Ôi vụ này thấy căng thẳng quá. Thế là mình là ở đây là ở cùng trong xã về cái vụ mà bị bắn bên kia luôn, bên xe bạc bên đó luôn hả anh? Ờ, không trả luôn. Đắp năm đây, đắp năm này. Dạ. Yeah. Bắn gãy giò nhà đây nè. Cái bên chỗ luôn. À, cái ông mà bắn bài gãy giò mà đang nằm ở bệnh viện đó hả? Nhà sạt đấy luôn hả? Dạ. Ngay cái nhà cao sạt đấy đó hả? Ờ, đối diện, đối diện đó. Dạ. Yeah. Thế bị bệnh như vậy có ở đây có sợ không ấy? Hôm nay tốt mình kia hơn mà bên đây có gì đâu cả. À. Tốt mình cứu rồi mình cũng an rồi. Nhưng mà ý là những người mà bị bệnh ở quanh đây mình như người ta bị chết mình có sợ không? Sợ chứ không, mấy dạng gần đó đó. Chết mấy mạng đó. Mới ra Tết mà có vụ ghê gớm quá nha. À. Mới ra Tết mà có vụ ghê quá. Dịch cũng chưa sống bây giờ là cái vụ này nè. Hôm bữa bên đó anh có qua bên đó coi không? Chỗ bị bắn anh có qua bên đó coi không? Có. À. Bữa nghe bị bắn là chạy với coi. Thấy náo loạn ấy hả? Xuống đây nằm lo liền. Ghê. Xuống đây nằm thấy hứng. Lúc anh là mời bắn anh chạy xuống luôn đó hả? Ờ. Tôi sát bên này mà bắn là chạy xuống đây chứ chưa đầy 5 phút. Yeah. Cái máu không? Ghê. Anh là người gốc ở đấy luôn hả? Ờ, nhà đây. Dạ. Yeah. Ủa vậy là trong 4 người tại chỗ đó là có một người ở Vũng Tàu hả? Ờ, có người ở Vũng Tàu. Vũng Tàu bao nhiêu tuổi chứ anh? Biết nhiêu tuổi nữa, bữa xuống coi cái chút người ra nghe nói người ta nói có người Vũng Tàu. Dạ. Nhiều dân đây không à? Ba người ở đây còn một người Vũng Tàu. Còn là sự rạp là ở Thủ Đức nha. Rồi cái ông rạp là ở Thủ Đức nha. Ông rạp là nghe nói ở Thủ Đức hay đâu á. Dạ. Ông rạp là bắn đâu cho Thủ Hòa đó không? Ừ. Ủa nhà Tuấn Thủy là ở dưới đón tí hả anh? Là cũng trong Tuấn Khỉ là ở trong xóm này luôn hả? Ờ, à vậy à? Vậy nó bắn người trong xóm với nhau không hả? Ờ. Ghê à? Đang thua rồi, đang oách nữa nha. Với lại đôi lúc mà đang ngon bực rồi mà nói bà gái tí nữa là ức. Ừ. Giờ mẹ lão Tuấn lòng hội hình chết ba trốn giờ hội hình lắm không có đường quay đi chứ. Tôi vợ con nha. Tôi vợ con với ông bà già. Chào mọi người nhé. Thì hiện tại nãy giờ mọi người cũng nghe câu chuyện của người dân ở ấp 5 xã Tân Hưng Đông, huyện Củ Chi. Ở bên, phía bên kia là nơi xảy ra cái vụ ẩu đả ở Sới Bạc mọi người nhé. Đó, đây về đó cỡ khoảng tầm 700 mét à. Toàn bộ cái khu vực bên kia, nói chung là kể cả các cái đối tượng mà bị hại và là đối tượng Tuấn thì cũng nhà ở phía bên kia mọi người nhé. Em đang ở giữa một cánh đồng. Thì cũng xem cái địa hình ở nơi đấy và là tìm hiểu thêm về cái vụ việc để gửi đến mọi người nắm bắt thông tin. Hiện tại hôm nay ngày mùng 5 rồi. Bây giờ em đang đứng ở giữa cánh đồng ở xã Tân Hưng Đông. Ấp 5 xã Tân Hưng Đông. Thì về cái thông tin vụ việc đến hiện tại mọi người nhé, vẫn chưa có một cái thông tin gì. Và em cũng hiện tại em cũng không có lên tại cái hiện trường nơi xã Trung An nữa, tại
ở đó các lực lượng công an người ta đang còn làm việc, mình lên đó gây cản trở cho các chiến sĩ công an thì nó cũng không hay cho lắm. Nên trở về đây ngày nay xã Tân Hình Đông ở huyện Củ Chi để mà hỏi thăm một số cái người dân ở đây xem cái tình hình nó như thế nào. Thì cơ bản về cái thông tin mà đến hiện tại thì đối tượng vẫn đang lẩn trốn, chưa tìm ra mọi người nhé. Thì cập nhật thời gian lúc 5 giờ chiều, hơn 5 giờ rồi mọi người ạ, gần 6 giờ rồi, 5 rưỡi rồi. Để mọi người nắm bắt thông tin về cái vụ việc. Đó, bên kia mình xác, xác nhận khi người dân ở đây. Khung cảnh ở đây rất là nhìn rất là thoải mái mọi người ạ, mát mẻ. Chiều ở cái đồng quê, một đồng quê ở Củ Chi, nơi mới xảy ra vụ ẩu đả ở Sới Bạc. Em vẫn cứ tiếp tục ở đây để theo dõi cái tình hình, nắm bắt cái vụ việc, xem nó sẽ đến hồi kết như thế nào để gửi đến mọi người. Thì mọi người đừng nói rằng em đăng những cái tin xa mọi người nhé. Em cũng có một số người nhắn tin rồi nói thế này thế nọ, em cũng rất là buồn. Nhưng mà em chỉ mong rằng cập nhật được những cái thông tin mới nhất để đưa đến mọi người nắm bắt được cái tình hình ở đây thôi. Còn em không phải đăng tin bậy bạ. Bây giờ các lực lượng chức năng đang còn làm việc về một số YouTuber đưa các những thông tin ngoài luồng, làm nhiều thông tin. Nên là hiện tại trong mấy ngày vừa rồi á, em cũng giảm đăng tải các cái video liên quan tới cái vụ án này. Em sẽ vẫn tiếp tục ngóng chờ, xem xét cái tình hình, cái thông tin nào mới để gửi tới mọi người, cho nó cập nhật cho nó chính xác, không có đăng tin bậy bạ nữa. Tác nghiệp với em ở đây có anh Khải. Anh Khải kênh Nông Nhân Phút, anh cũng đang ở đây này, cũng đang ra ngoài đồng ruộng với em, đang cập nhật cả cái thông tin tại địa phương. Thì hôm nay không ở xã Trung An nữa, đang ở xã Tân Hình Đông mọi người nhé. Xã Tân Hình Đông, huyện Củ Chi, nơi mà xảy ra vụ ẩu đả. Anh Khải, xin chào mọi người. Chào các bạn của kênh Châu Gia Long, mình là kênh Nông Nhân Phút. Hiện tại mình đang cùng với Long đang ở địa bàn của huyện Củ Chi để theo dõi nắm tình hình cũng như là các cái diễn biến mới nhất để cung cấp cho các bạn kênh của Long cũng như là mình kênh của Nông Dân Food nha các bạn. Các bạn nhớ đón theo dõi hai kênh mình nha. Anh Khải nhận định như thế nào về cái vụ việc của Lê Quốc Tuấn? Nói chung là vấn đề hiện tại thì nó cũng rất là nhạy cảm và khó nói, vì như mấy ngày qua các bạn thấy thì có một số thông tin của những số kênh thì họ đưa không có chính xác, không có đúng với thực tế, dạng kiểu câu view giật tích, nên là mình cũng không có đồng tình với quan điểm đó. Với mình thì phản ánh chân thật, rồi khán giả tự lọc ra những cái thông tin đó, và những cái thông tin nào mà các bạn cảm thấy thích, cảm thấy thật sự chính xác thì các bạn hãy chọn lựa, đó là cái những cái chia sẻ của mình. Còn với những cái thông tin hiện tại thì nó đang rất là đa chiều, thì sau khi các bạn xem thì các bạn cũng nên chắt lọc lại những cái thông tin nào là xác thực và những thông tin nào gọi là sai lệch, vì nó sẽ làm cho nhiễu loạn để cái công tác mà vây bắt nó lại khó hơn. Thì mình hy vọng là các bạn sau khi xem thì các bạn cũng đừng có những cái bình luận nó không hay, cũng như là những cái phản ánh nó không gọi là mình cảm thấy nó không chính xác, không thực tế đó. Thì mình mong là các bạn hãy tiếp tục ủng hộ kênh của Châu Gia Long, cũng như là nếu mà có thời gian thì các bạn qua ủng hộ kênh của mình để theo dõi những cái tình hình, những diễn biến mới nhất mà mình sẽ cập nhật. Hiện tại thì anh em đang vẫn còn ở đây, thì theo 8 đến 9 giờ thì anh em sẽ có một cái thông tin mới nhất nữa cho các bạn. Rồi, rất cảm ơn kênh Nông Dân Food, cũng là một kênh mà làm những thông tin chính xác tại cái vụ việc này mọi người nhé. Các bạn, hai anh em đi làm thì bây giờ hiện tại hai anh em không có vào nơi cái hiện trường mà nơi đối tượng lẩn trốn nữa, tại ở đó các lực lượng chức năng người ta đã mệt mỏi lắm rồi, mà mình vào đó càng gây thêm cái rắc rối cho các đồng chí cảnh sát, làm các cái thông tin nó bị lệch lạc đi, rồi là nói chung là nó ảnh hưởng rất là nhiều việc. Nên là
Hiện tại mình không có đèn đỏ mọi người nhé. Thì những thông tin tiếp theo tại cái vụ việc này thì em sẽ tiếp tục cập nhật, những cái thông tin mới nhất và chính xác nhất để gửi đến mọi người. Hôm nay là ngày mùng 5 rồi. Về mọi thông tin về đối tượng thì hiện tại chưa có thông tin gì mọi người nhé. Rồi mọi người hãy tiếp tục theo dõi những thông tin tiếp theo. Em sẽ đăng tải những cái thông tin chính xác và là trung thực nhất để gửi tới mọi người được nắm bắt. Xin chào và hẹn gặp lại.